Chào mọi người, Salam Alaikum. Bây giờ mình sẽ diễn giải tiếp kinh Quran thành lũy của Muslim theo quan điểm hòa đồng tôn giáo để mọi người biết rõ được cái chất của tôn giáo, cái cốt lõi của tôn giáo là dạy chúng ta cái gì? Là dạy chúng ta đạo đức, chúng ta bớt tham sân si. Mạng nghi ác kiến lại. Ý nghĩa cái chất của tôn giáo cũng là một để chúng ta đạo làm người sống sao cho tốt, để chúng ta tạo một cuộc sống tốt đẹp cho chúng ta, cho những người thân của chúng ta và cho xã hội nói chung. Còn những hình thức mà lễ lạy cúng kiến cầu nguyện thì cái đó cũng cũng tốt thôi, nhưng chúng ta đừng có thái quá, đừng có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta quá, tại vì nó cũng là một phần giúp để chúng ta định tâm, để chúng ta quên đi bớt phiền muộn trong cuộc sống và nhắc nhở chúng ta nhớ đến những lời tiên hiền thánh nhân, lời Phật, lời Chúa, lời của Thiên sứ Muhammad dạy, để chúng ta sống tốt hơn, hoàn thiện bản thân hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ diễn giải nói tới câu 8, đọc câu Bismillah trước khi lấy nước Wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ý nghĩa nhân danh Allah là Thượng Đế. Theo như bên người Hồi giáo là trước khi hành lễ hoặc là trước khi vào thánh đường để hành lễ cầu nguyện thì phải lấy nước vudu. Lấy nước vudu là có nghĩa là chúng ta rửa tay, rửa chân sạch, rửa mặt, vuốt đầu, vuốt tóc, rửa hai lỗ tai. Ý nghĩa đây là để làm cho sạch sẽ thân thể và tâm, làm sạch sẽ thân tâm, giúp cân bằng thân tâm để trước khi cầu nguyện, để nhắc nhở chúng ta sống cho tốt hơn. Còn mà tất nhiên bên tôn giáo nào khi bước vào chùa, bước vào thánh đường, bước vào nhà thờ là cũng phải ăn mặc kín đáo, lịch sự, sạch sẽ. Và như bên Hồi giáo là còn kỹ nữa là phải đánh răng sạch trước khi mà cầu nguyện nữa, trước khi vào thánh đường để cầu nguyện. Lời tụng niệm sau khi lấy nước vudu, thiên sứ nói: ai nói câu kinh dưới đây sau khi lấy nước vudu sẽ được mở 8 cánh cửa của thiên đàng và y đi vào bất cứ cửa nào y muốn. Hadith do Muslim ghi lại. Ashhadu alla ilaha illallah hu wa rasuluh. Ý nghĩa: tôi xin tuyên thệ không có thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah, thượng đế duy nhất, và không cộng tác ai hoặc vật gì với Ngài, và chứng nhận rằng Muhammad là bề tôi và cũng là vị thiên sứ của Ngài. Hoặc nói câu: Allahumma ani minas tawabin wa ani minas mutatohirin. Ý nghĩa: lạy Allah Thượng Đế, cầu xin Ngài ban cho bề tôi là một trong những người thành tâm sám hối, và xin Ngài ban cho bề tôi nằm trong những thành phần của những người sạch sẽ. Hadith do At-Tirmidhi ghi lại. Ý nghĩa sạch sẽ dưới đây là ám chỉ là chúng ta sống tốt. Nói câu: Subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Người vinh quang thay Allah, những lời ca tụng tán dương chỉ dành cho Ngài, tôi xin xác nhận không có thượng đế nào xứng đáng được thờ phụng. Mở sẵn rồi, mà chỉ riêng Ngài, cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi của bề tôi và cho bề tôi trở về sám hối với Ngài. Hadith do Anasai ghi lại. Ý nghĩa đây là để nhắc nhở chúng ta phải làm lành đánh dữ và để sám hối những việc mà không tốt của chúng ta đã làm trong cuộc sống. Rồi, chúc mọi người nhà xuất bản tôn giáo. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, nhìn vui và hạnh phúc trên cuộc sống hiện tiền này. Rồi, chào mọi người. Alhamdulillah.